Lát chai luôn cho lá lái làm chi? Bỏng con thanh nước này, đem thanh nước đây đó. Một em. Đây nữa nè. Đó. Không có này. Đây nè, cháy xe ra dưới này con rồi nè, trắng đứt rồi nè. Thấy không? Đây này nhìn vô trong đi này, đó, chừng này đủ ăn chưa? Dưới chân kia nữa kìa. Kìa, rất là ngồi dưới chân. Đá nữa kìa đó. Thấy chưa? Bờ đi thử. Không có khoai lang thì có sùng. Còn nhiều con nha. Này thu hoạch. Thu hoạch. Bỏ kho kho vô ông bỏ kho. Dạ. Ra bác là thành quen rồi, ba con ở đầu kia tới sợ giờ quen rồi. Tất cả cũng mềm mềm cần. Con thấy quá. Con đi lại không? Bởi khơi nâu mẫu cờ cụ. Cầm đưa cho coi lực đề cậu đưa cho có thấy quay coi. Cầm lên coi cầm ai để chế cầm con đi lên. Đưa đấy. Hoa khoai lang này được rồi. Đưa cho hắn cộng chỉ, hắn cộng to to cho nấm lên cho bơn quay lên cho qua hắn tứ gì mà sợ. Cho bà ngờ bà nợ nó bà sợ. Thấy rồi. Bác đi quẩn, bác cho cô ăn quay. Đó, giờ lên cho cô thấy. Đưa cô ơi, đưa cô thấy cho con. Con bự quá à. Quẩn này đã cầm hai ta hai con. Đó con nữa thôi. Quẩn đó cầm với con. Cầm hai ta hai con. Đi xuống. Đó, để bắt con. Nó cắn không á? Ôi giời, mình đây con nữa nè. Đây đây con hai ta hai con giơ lên cho mạnh dọn. Ủa cái đó là trứng mà. Trứng. Yên. Cái này có trứng gì nè? Có nhiều. Này hu à. Trứng láo. Rồi bắt rồi. Bắt luôn bài tí. Đào nữa không? Thôi. Tà nó đi. Nói ít cứu à. Mấy con nhỏ đi khỏi làm mấy con lớn thì hay là mấy nhỏ. Làm con nào cũng được chứ. Nè mình mở đem lên Sài Gòn á. Bón thiệt. Qua. Đó thì đây. Cắt cái à. Mình đây không, cắt cái đuôi nè. Là hải sản vậy. Con này nó ở dưới đất thì nó cũng không có gì. Cái này là đất không đủ đất không cũng vậy ta. Cái trắng trắng đó là cái mỡ bộ dưỡng của nó đó. Một năm chỉ có mùa này ăn thôi chứ cũng đâu có đủ để mà bán đâu hả chú Tư ha. Có con là tú rồi nó cái là liền. Ở cánh đào nó là má rồi ta. Cái này má không thử cái không chứ còn cái kia làm tụt tụt lút hết nha.
ruột là bỏ hết rồi. À, cắt bọc cái nè. À, đây đây nó xuống này. À, là cái phần ruột nó nằm đó. Rồi hết rồi. Ra hết cái phần ruột với cát đắt bỏ phần ruột phân của nó ra trên nè. Còn đây là cái đào má. Con này nó bự quá. Con này mình trồng khoai mà mình được mùa khoai thì mình không được mùa sung, mình được mùa sung thì mình không được mùa khoai. Là mấy con bự thôi. Mấy con nhỏ có khi nó non non ngon không chứ ta? Không biết, ai biết nào. Nhỏ thì ít đắt hơn, cái ruột ít đan hơn. Cái cọc bọc ra hết liền đi. Phải im đừng nói, bây giờ chạy cho mẹ con. Trời thấy. Lát nữa mình quấn nó lốt mình nướng lên mình ăn. Cái lần đầu tiên ở trong đây mọi người ăn á, chứ còn hồi xưa là cái này đang là đặc sản. Đây là khúc má trong tía. Cái ruột nó cũng dễ lấy thôi quá chứ tôi ha. Dễ chứ chị ạ. Đó nè, má mà thật trong cái gì. Cuốn đã lốt. Còn 3 lá nè. 4 con. Để vài chút xíu đi, để về cô Thảo ấy bên trong nội ha. Bên trong nội ha. Bình thường là mình bỏ vô cái kẹp mình kẹp nướng, nhưng mà bữa nay cái kẹp hư rồi để bỏ vô xiên lên rồi nướng. Đây là thành quả. Con này bản thân nó có nhiều dầu, nó tiết lên lá nó bóng. Rồi, thêm một con thử. Gỡ ra hả? Gỡ ra cho người coi thử con đó. Bên trong bây giờ nó ra sao? Lá bên trong nó vẫn còn xanh. Thơm quá, ngon ghê á. Khi ra con thử trong cái đó. Thấy cái con trong cái lá á. Để một con. À thôi con non đi. Con non nhỏ nhỏ rồi đi. Con non. Con nó non á. Còn ngon coi nó. Ngậm này cái lá nát hết rồi. Thử coi nó là sao nha. Ngon. Bây giờ là ăn được rồi. Ăn ngon lắm luôn Thảo. Nó béo béo như này tròn. Hơi rộng mà. Bỏ ba cái tâm này vô tí cho ai ăn cắm vô. Anh thử coi có lá lốt không coi. Cảm nghĩ sao? Mình phải ăn riêng ra, mình ăn lá lốt nó ăn hết lắm rồi.
mà ăn riêng con kia nãy ra nó béo béo, nó giòn giòn ngon lắm. Con này ở nhà hàng bây giờ đang là mùa, chỉ có ở Quảng Ngãi, Quảng Nam thôi. Đây, nhà mình bên đây trồng khoai có. Đây là con ấu trùng của con bọ cánh cứng, nó chỉ có vào khoảng từ tháng 8 đến tháng 11. Là đặc sản của vùng Quảng Nam, Ngãi, Quảng Nam. Mọi người sau khi mà thu hoạch khoai mì, khoai lang thì mọi người sẽ đào thấy được những con này. Thường thường mà theo được mùa khoai thì không có mùa sùng, mà có mùa sùng thì mắc mùa khoai. Nhưng mà may là sùng nó cũng là đặc sản. Vậy ai muốn thử thì hãy thử nghiệm. Cái này thì phải đem với một số côn trùng. Này chỉ có một số. Cái này là món nhậu lai rai, hoặc là chủ yếu là món nhậu đặc sản phù hợp.